Chào thầy và các bạn, em tên là Hải Tâm, Y44, học lớp Quốc Việt Anh Văn chuyên ngành Thầy Nguyên. Hôm nay thầy có giao cho em một bài tập, sau đây em sẽ trình bày ngắn gọn về bài tập này. In a patient diagnosed with acute glomerular nephritis, the presence of nausea, vomiting, or anorexia may indicate what complication. Có nghĩa là ở một bệnh nhân được chẩn đoán viêm cầu thận cấp tính xuất hiện buồn nôn, ói hoặc chán ăn, có thể chỉ ra biến chứng nào? Câu A, acute renal failure, suy thận cấp tính. Câu B, uremia, ure trong máu. Câu C, sepsis, nhiễm trùng. Câu D, Winckelmann patch periodicity, chu kỳ Winckelmann patch. Và đáp án của em chọn là câu B, uremia, ure trong máu. Sau đây em sẽ giải thích về đáp án của mình. Uremia là tình trạng nồng độ ure cao trong máu do suy thận, renal failure. Thông thường, thận là nơi sản xuất và bài tiết hormone erythropoietin. Thận giúp cân bằng nội mô axit, điều hòa chất lỏng và chất điện giải, loại bỏ chất thải. Uremia là tăng ure do suy thận. Còn hypoazotemia là tăng ure nhưng chưa biết có phải là do suy thận hay không. Gồm 3 nguyên nhân: renal azotemia, renal azotemia and postrenal azotemia. Renal azotemia, người ta thường dùng chỉ số PUN để đo nồng độ ure có trong máu, thông thường thì PUN bằng 15. Renal azotemia nguyên nhân trước thận gây ra bởi việc giảm lượng máu đi vào thận, hypoperfusion. Nó diễn ra trong tình trạng xuất huyết, sốc, giảm thể tích, suy tim xung huyết, suy tuyến thượng thận và hẹp động mạch thận. PUN trong renal azotemia lớn hơn 20. Renal azotemia nguyên nhân tại thận thường dẫn đến tình trạng ure trong máu là kết quả của việc tổn thương các nhu mô trong thận, bao gồm suy thận, viêm vi cầu thận, hoại tử ống cấp tính hoặc các bệnh thận khác. PUN trong renal azotemia nhỏ hơn 15. Postrenal azotemia nguyên nhân sau thận là do việc tắc nghẽn dòng nước tiểu đi vào thận gây ra bởi vesicoureteral bypass, trào ngược nước tiểu, bàng quang niệu quản, tắc nghẽn niệu quản do sỏi thận, mang thai, hoặc hẹp niệu quản bởi ung thư hoặc phì đại tuyến tiền liệt. PUN trong postrenal azotemia lớn hơn 15. Ure huyết sẽ dẫn đến nhiễm toan máu, làm giảm tốc độ khuếch tán oxy từ máu động mạch đến các mô, cung cấp oxy không đủ đến các mô, gây cho bệnh nhân cảm giác buồn nôn, ói. Câu A sai tại vì nhiễm toan máu thường gặp ở các bệnh nhân suy thận mãn tính chronic renal failure, dẫn đến tình trạng buồn nôn và ói, chẩn đoán giúp phân biệt giữa suy thận mãn tính và suy thận cấp tính là sự tăng dần creatinine huyết thanh trong vài tháng hoặc vài năm, trái ngược với sự tăng đột ngột creatinine huyết thanh trong vài ngày đến vài tuần. Ở câu C, sepsis sai vì sepsis nhiễm trùng huyết là một tình trạng đe dọa tính mạng phát sinh khi phản ứng của cơ thể với nhiễm trùng gây tổn thương cho các mô và các cơ quan của nó, là một trong những nguyên nhân gây ra glomerular nephritis, viêm vi cầu thận, chứ không phải là biến chứng của nó. Các dấu hiệu để nhận biết bao gồm sốt, tăng nhịp tim, tăng nhịp thở và hôn mê. Câu đi sai. Winckelmann periodicity là một dạng của lóc nhĩ thấp ở mức độ 2, secondary atrioventricular block, thường gặp ở các bệnh về rối loạn lúc nhĩ thấp.
Nhìn vào ECG này, ta có thể hình dung được chu kỳ Winkelbach được đặc trưng bởi sự kéo dài dần dần có các khoảng BR trong một vài chu kỳ cho đến khi xung nhĩ bị chặn hoàn toàn. Biểu hiện trên ECG là sóng B không theo phức hợp QRS. Phần bài làm của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.